Hai, xin chào cả nhà. Thì hiện tại là gia đình nhỏ của tụi em đang có mặt ở đây là công viên sông Tiền cả nhà. Thì hôm nay là ngày đầu năm mới 1 tháng 1 2021, là cũng là Tết Tây, Tết Dương lịch đó cả nhà. Thì xin kính chúc cả nhà thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc may mắn trong cuộc sống nha. Thì phía trước đây là đường Tô Hiệu Quỳnh ha. Còn bên mé tay trái bên đây là đường Hưng Đạo Dương, còn đường ngược lại là đường Phan Bội Châu cả nhà. Bên đây là viện bảo tàng của Vĩnh Long bên đây ha. Thì hôm nay mà cả nhà cùng đi một vòng Vĩnh Long xem ngày đầu năm mới ở Vĩnh Long như thế nào nha. Đi thôi. Không cầm được lấy nhập không cho. Được. Đây là đường Tô Hiệu Quỳnh. Tết Tây thì cho nên người ta thấy không có bán hoa bán bông nhiều như Tết của mình ha. Tết mình là mấy ngày này là ở phía trước khu vực này là rất là sôm rồi cả nhà. Bà con cô bác đồ bông bưng cây kiển đồ ra bán. Tết này thấy chỉ treo cờ lấp lánh thôi cả nhà ơi. Có chừng phân bón nha bán nè. Cái này là để người ta đối diện cái bên. Bày qua đây ta bán cò mới quá ha, cò mới cáo luôn, cái cột cũng mới nữa đó. Trời, ở Vĩnh Long mình không có điểm nào hết trơn. Vĩnh Long mình mới dịch mà bắn hai cho bắn. Với lại trên tế còn không cho phép nữa. Năm ngoái hình như cũng không có bắn đúng không? Đúng rồi, mấy năm nay rồi Vĩnh Long không có bắn. Mấy năm trước có không? Có, mấy năm trước có tay bắn rồi. Hoành tráng lệ lắm. Thôi mình đợi tới Tết ta mình coi luôn. Không biết năm nay Tết ta có bắn không nữa đó. Tết ta không bắn thì buồn lắm. Tại vì nghe nói năm nay là gỡ cái lệnh cấm đốt pháo rồi, cho nên người nào cũng có thể là tự mua pháo mà về mình đốt là được hết trơn. Nguy hiểm chả? Không, không nguy hiểm. Pháo phải mua có giấy phép đàng hoàng nha. Chứ mua pháo lậu là không được. Thì công ty hay là tư nhân mình gì đó có điều kiện có thể là đốt pháo luôn. Đúng rồi, đốt pháo tại nhà luôn, du đón xuân sang luôn. Mấy khu công nghiệp với mình có bốc pháo không ha? Chắc không nổi đâu. Năm nay Covid hoành hành quá, mấy khu công nghiệp chết lên chết xuống sao đốt nổi. Khỏi đốt là mình khỏi lên đây luôn á. Chứ không có pháo coi rồi. Nhưng mà đốt đốt chứ đâu lại nhà nước. Đúng rồi. Nhà nước đốt nó 15 phút lận á. 15 phút hả? Tại vì đốt 1-2 phút quá ha. Tuy nhiên chắc đốt vài chục ổ pháo. Cũng có không khí ấy rồi. Còn bên đây là phường 2 rồi cả nhà. Đường Lưu Văn Liệt ha. Đi hẳn ra ngoài đó là ngã ba cây cỡ dịch, ngã ba ông cảnh đúng không? Đúng rồi. Đường này cũng xe cộ lấp lánh luôn cả nhà. Nhưng mà xe cộ hôm nay thấy lưu thông trên đường hơi vắng á cả nhà ơi. Hiệu quạnh quá. Tại vì Tết này nói chung là cũng không quan trọng với người Việt Nam không. Có ngoài nước ngoài á thì Tết này là Tết lớn á. Không nha, nhiều anh thấy
hôm nay là nhiều cái cơ sở công ty người ta tổ chức ăn tết tết này lắm luôn á. Năm ngoái đâu có đâu, ai nói ai biết hả? Chứ hôm nay ngoài chú Hùng có ăn rồi nè, dữ người ta tổ chức cái giờ chú chín đâu đó tết 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 tây rồi đó. Năm ngoái nhớ không có à, nghe không có rồi không biết. Tại vì năm nay người ta buồn á. Trời ơi, buồn đi ăn không ơi. Nói, buồn đi ăn nói. Lâu rồi, nói chung là tết tây không ai không có được có điều kiện mới ăn được chứ đâu ai cũng ăn ăn. Bình thường nha quá ta. Thiệt à. Thôi mẹ đồ 4-5 món rồi chứ không phải 1-2 món đâu em. Thì giờ mình ăn bự cũng được, mình ăn nhỏ. Mà mấy con chơi đồ á, ta có ăn cái tết tây cái nhìn nó sơm nó vui ghê. Rồi cha mua đồ chơi tặng bé tết tây chưa? Không, không mua. Mua quà tặng béo đi. Cha gại. Nói tiền mà không mua. Trời ơi. Mới sửa xe. Trời ơi. Đi xe đúng rồi, hết mấy sĩ rồi. Hết lúa rồi béo ơi. Để tới tết ta chơi tặng cho béo món quà nhỏ. Món quà bự luôn. Tặng bù. Không á, bự đâu tặng. Cha mày không thì chùm sò biết bạn. Lẩu khô hả ta? Có lạ chứ ta. Cái gì thì là của chút. Đây là dùng cây ngã ba Cần Thơ rồi cả nhà. Chơi lẻ gì á? Làm cho mình sáu hết, xài trăm sáu hết, lỡ rồi em đổ cái mới hả? Được. Ồ, cầu lộ chung cờ cũng đẹp quá. Mới sơn lại gì á, nhìn mới quá à.
lên đèn luôn. Không có lên đèn dắt ngang nữa rồi. Lên đèn dắt xuôi. Hồi trước là có. Ồ, ở đây cấm cờ dữ luôn nè. Không khí sân về người ta bán đồ Tết chuẩn bị quá chừng luôn. Ở đây chuẩn bị cũng có bán đó nè. Chúc mừng năm mới. Phát hỷ, phát hỷ. Không hỷ hả? Ta về ta ăn Tết hết rồi. Bưu điện hôm nay đóng cửa cũng sớm luôn. Bữa nay bắt tay ai đâu làm gì? Vậy hả? Ồ. Được rồi, đến đây gia đình nhỏ của tôi cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến clip. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.